thế nào là một cái sự đau khổ trên cuộc đời này, tại sao có đau khổ thì xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Con xin được chào cha. Và hôm nay muốn nói đến cái chữ đau khổ vậy. Nhưng mà người ta bảo rằng là đau khổ là tại tâm, thì cha nghĩ sao cha? Tại vì mình mới làm đau, tự mình làm mình đau khổ không cha? Thưa thế này thì chúng ta sống trên đời tức là đi tìm hạnh phúc đúng không? Đúng rồi. Và mà tìm hạnh phúc nghĩa là tránh đau khổ đúng không? Đúng rồi. Và thì đối với cái như là các thánh, các vị mà sống gọi là đúng cái lý tưởng Kitô giáo đó, thì thật sự các ngài không có đau khổ. Lúc nào cũng hạnh phúc ấy. Tại vì được giống Chúa và có Chúa trong đời. Cho nên trong cuộc sống của những cái vị đó, nó chỉ có những cái điều trái ý, những cái gọi là nghịch cảnh thôi. Đó, tức là tôi ví dụ như là họ đang giúp một cái người đó xây cái nhà. Tôi ví dụ vậy. Thì bão đấy nó lốc mất hết cả đi. Thì cái đó đó, đối với những người mà là cái sống nó không có cái tinh thần của thiêng liêng á, thì cho là ô khổ quá, cái gia đình này gặp khổ nạn trên đời vân vân vân. Nhưng mà đối với các thánh hoặc là xây nhà cho chính mình cũng vậy, thì không gọi là đau khổ, chỉ gọi là những cái nghịch cảnh thôi, trái ý. Mà cái lòng của họ đó vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Cho nên là đúng, anh vừa nói đúng, cái đau khổ đó là tự tạo tâm ở lòng mình. Đấy. Nhưng mà cái chữ gọi là suffering đó, nó hơi gọi là tiếng Anh đó, là sự chịu đựng đó. Nó có hai nghĩa, là cái sự đau khổ khách quan tức là bề ngoài, và cũng có thể hiểu là sự đau khổ chủ quan tức là trong lòng mình. Đấy thì xin phép nói lại rằng là cuộc đời của chúng ta đó, nếu mà bên nhà Phật thì gọi là bể khổ đúng không? Bể khổ, sướng vui thì ít mà khổ thì nhiều. Nghĩa là chả có mấy người mà được tuyệt đối, được như ý những điểm này trên đời hết. Nếu mà thiếu mà nọ kia, đau đau ốm mà không có thuốc là khổ rồi. Mà đói không có gạo ăn là khổ rồi. Cần tình yêu mà không kiếm được người vợ, người chồng ấy, như ý thì khổ rồi. Nếu mà nó cứ thiếu cái nọ kia là thành khổ thôi. Thì ở bên Công giáo, ở bên Kitô giáo, quan niệm thế này, là Thiên Chúa là đấng rất là nhân lành. Chắc chắn là khi sinh ra con người không muốn cho ai khổ hết. Chứ nếu như vậy thì Chúa là Chúa không tốt rồi. Đúng rồi. Thế nhưng mà đọc Kinh Thánh chúng ta mới thấy rằng khi dựng nên ông bà nguyên tổ đó, thì cũng giống như là cái thời theo Kinh Thánh nói là ngày xưa cũng dựng nên các sứ thần, thiên thần đó, thì cũng đưa ra cái sự thử thách. Tại vì thiên thần cũng như loài người là có cái sự tự do, có cái lương tri, suy xét cái nào phải, cái nào trái làm. Đấy. Thì cái ông thiên thần cũng là cao cấp là Lucifer. Thì không, thiên thần thì không phải là thánh thần phải không cha? Thế này, Chúa thánh thần là Chúa ngôi ba. Thế còn một thiên thần là cũng là được dựng nên thôi, để như là một thứ những cái nhân viên của nước trời đó, để phục vụ Chúa đó. Thì Chúa cũng thử. Thế thì cái ông Lucifer và một số đồng bọn đó, bất tuân Chúa, dùng cái sự tự do của mình một cách sai, và kiêu căng, cho nên là bị phạt xuống hỏa ngục, thành ra gọi chúng ta gọi là ông Satan đó. Đấy. Thế thì Chúa khi dựng lên loài người đó thì cũng cho cái sự tự do đó, có cái lương tri để mà để mà biết phải biết trái, và nhất là Chúa muốn là phải nghe cái lời Chúa hướng dẫn, tại vì Chúa dựng nên mà. Thế chẳng may lại không nghe, lại cũng vì kiêu ngạo về nọ kia phạm tội. Thế thì mình cũng chẳng biết tại sao Chúa lại phạt ông bà nguyên tổ đó, lại phạt các con bị dính luôn cho đến mãi vì sao.
Vâng. Thế thì trong cái hình phạt đó, nó có cái sự là sẽ cái đau khổ nó sẽ tràn lan Dạ. và cuối cùng phải chết. Vâng. Thế thì khổ các khi phạm tội như vậy, cái người đầu tiên như vậy, ông bà đầu tiên như vậy, thì chúng ta cũng chẳng biết là nếu mà không phạm tội thì không có đau khổ nó thế nào, Dạ. mà không chết nó thế nào, Vâng. sống sung sướng là được lên thiên đàng hay sao, tại vì không có xảy ra. Thành thử là chúng ta thấy rằng cái đau khổ theo như thần học ở bên đạo Chúa đó Dạ. là do cái tội của loài người Dạ. nó để lại, Dạ. nó để lại. Thì thật ra nhưng mà rất là hay khi mà các thánh mà thấm cái lời dạy của Chúa, Dạ. nhất là về sau Chúa Kitô đến để dạy đó, thì sống trong ơn thánh của Chúa, trong cái điều Chúa dạy đó, thì trong lòng các ngài không thấy đau khổ nữa, Dạ. mà có nhiều khi lại vui là để cùng chịu những cái trái ý những cái đó để dâng lên Chúa. Dạ. Lạ lắm. Dạ. Cho nên các thánh có nhiều nhiều vị trước khi được phong thánh đã thánh thật rồi, Dạ. coi như cuộc đời chẳng có một cái điểm nào sai lỗi hay là xấu hết. Dạ. Chúng ta thấy trong 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 sách rất là nhiều vị như vậy, Dạ. hay lắm. Vâng. Cho nên là với các ngài không có đau khổ, Vâng. không có đau khổ, mà có những cái khó khăn đó thì lại cảm thấy vui hơn. Vâng. Thế thành đó là cái mà đối với chúng ta đó, thì nếu mà muốn đi tới cái lý tưởng đó, đó Dạ. thì cũng phải học sống như vậy. Vâng. Là tôi ví dụ bây giờ anh Nam đi, trong cái hoàn cảnh tôi ví dụ vậy là kinh tế khó khăn, anh bị mất job, Dạ. mất công ăn việc làm, Dạ. thì rất bình thường, loài người con người thì khổ lắm đúng Dạ. không? Ừ. Nhưng mà anh cũng giống như là anh cũng buồn, Dạ. nên chắc chắn là không thể nào mà thích được. Dạ. Thế nhưng mà trong cái khuôn khổ mà tin tưởng Chúa và tình yêu của Chúa, trong cái tu đức của đạo Chúa đó, Dạ. thì anh lại có cái nhìn khác, Dạ. thì anh sẽ tìm cách này tìm cách khác. Trong cái lúc phải hy sinh vất vả đó anh vẫn vui Dạ. đó. Thành thử ra cái sự đau khổ nó muốn hiểu ta nào thì hiểu Dạ. đó, nhưng mà khó lắm anh ạ. Nhưng mà thưa cha, con mình không biết con nghĩ vậy có đúng không? Ngay cả Chúa Giêsu cũng đau khổ, bởi vì Chúa có lúc mà sau những cái ngày lên hãm mình, Chúa có nói rằng là lạy cha, xin cho Lúc gần con chịu chết là và cho con khỏi được Chúa sợ, và Chúa Chúa sợ 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 chỗ đó con được khổ. con khỏi được uống chén đắng này. Đúng 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 đúng. Thì như vậy Chúa cũng đau khổ chứ. Không, là con người. Vâng. Tôi ví dụ thế này nhé, Vâng. là con người thì tự nhiên anh có thích chết không? Anh Dạ. có thích bị người ta đánh không? Chắc không, Nhưng không? đúng Vâng. không? Vâng. Thế nhưng mà đấy là cái phản ứng tự nhiên khi, nhất là trong cái nó gọi là cái vườn vườn dầu đó, Vâng. trước khi chết á, Vâng. Chúa thấy trước là khủng khiếp này, Vâng. thì tự nhiên lo chứ, Vâng. là con người tự nhiên phải lo. Thế Vâng. nhưng mà cái lo đó không có nghĩa là Chúa thất vọng rồi Chúa give up, Chúa bỏ Chúa Cha, Dạ. rồi Chúa phạm tội, kiêu ngạo vân vân vân. Không, Chúa không có phạm tội. Dạ. Còn cái chuyện mà sợ bị đau, sợ bị chết ấy, thì là con người ai cũng phải sợ, chứ nếu mà không thì thành gỗ đá rồi. Vâng. Đó là cái mà cái sự khác biệt ở chỗ đó. Ừ. Vâng. Tức là Chúa chứng minh, Chúa cũng bái đúng không, Dạ. Chúa cũng đau, đánh đau, Dạ. tức là để chứng minh rằng là Chúa cũng muốn mượn cái thân xác con người để sống, chia sẻ, hòa đồng với chúng ta, Vâng. và để dạy chúng ta biết sống thế nào. Dạ. Đó là cái thực sự, nó là một cái tạm gọi như là mầu nhiệm đấy. Dạ. Khó lắm, Khó. Vâng. khó thực hành lắm, Vâng. nhưng mà trong Thánh Kinh nói rõ lắm, nó là như thế. Vâng. Cái đó là nhất là trong cái câu Chúa nói là ai muốn theo ta, muốn thuộc về ta thì phải bỏ mình, phải thế này đó, nghe sợ Vâng. lắm. Nhưng mà tôi nói lại đó, khi các thánh đã thấu hiểu như vậy đó, tôi lấy ví dụ như là bên các anh em bên Không Công giáo cũng thấy cái câu chuyện của ông Thánh Francisco gọi là khó nghèo đó, Dạ không ạ, vâng. Thánh mà viết cái bài à, Kinh Hòa Kinh Bình Hòa không? Bình đó, Vâng. thì ông ta là con nhà giàu quá sức, Vâng. nếu mà cứ đi theo cuộc sống của cha thì sung sướng lắm, giàu có quá sức. Vâng. Nhưng mà khi hiểu cái lời dạy của Chúa đó Vâng. là bỏ tất cả những cái gì đó kia đi để sống theo Chúa, sống nghèo và giúp đỡ người nghèo đó, thì ngài rất là vui, vui cho đến chết, Vâng. chả có bao giờ đau khổ hết đó, mà Vâng. còn hãnh diện sung sướng là mình đã được
giống Chúa như vậy. Yeah. Thì đó là cái lý tưởng rất là cao các thánh. Yeah. Còn mình thì chắc nếu mà chưa làm thánh như cái kiểu đó thì ít nhất một phần nào đó mình cũng khi đau khổ đó, yeah, mình cũng đừng có thất vọng, chán nản, rồi nhất là đừng có phạm tội đi giết người ăn trộm. Yeah. Ví dụ vậy. Đó là nhưng mà riêng riêng cha cha có nghiệm thấy được rằng là cha theo lời Chúa dạy thì cha thấy cuộc đời tâm hồn nó bình an lắm. Bình an. Nhưng mà không có nghĩa là dễ. Nghĩa là cũng có lúc vẫn phiền não. Tại vì là con người thì tôi nói lại nha, tức là bên Công giáo nói là nó có ba kẻ thù lận. Người đời đó, dụ dỗ mình làm cái điều xấu, đó là một cái kẻ thù. Yeah. Ma quỷ đó, Chúa để cho nó cám dỗ là một cái kẻ thù. Và chính cái bản thân của mình đã bị hà tì, bị hư đó, yeah, bởi cái tội nguyên tổ, đó lại một kẻ thù nữa. Luôn luôn cứ đòi mình phải tìm cái sung sướng, yeah, sợ cái khổ, hay là tìm cái nào mà nó dễ dãi, không có muốn chấp nhận cái khó khăn. Yeah. Cho nên suốt cả cuộc đời chúng ta đó là phải tranh đấu và tranh đấu. Yeah. Nhưng mà cái tranh đấu nó mới có công để mà được thưởng. Yeah. Đó là tôi gọi là phải cố gắng học để pass cái test của Chúa. Yeah. Đó để thành công. Yeah. Đó, nhưng mà Chúa nó có cái hay thế này này. Chúa không bao giờ bắt chúng ta chịu quá sức. Yeah. Một phần là Chúa thêm ơn sức. Thứ hai là Chúa dạy dỗ, Chúa ở bên cạnh, Chúa hướng dẫn, Chúa giúp đỡ nếu chúng ta biết gọi là như là cầu nguyện kết hợp với Chúa đó, thì mới kéo lên được. Vâng. Chứ nếu mà cái sức riêng của chúng ta thì không ăn thua gì. Vâng. Đó là cái ý hướng của người theo Chúa, những vâng, người con Chúa. Cho nên đó, quý vị không cùng tôn giáo với bên Kitô giáo đó, vâng, quý vị sẽ thấy những cái người nào á mà là đạo Chúa mà thứ thiệt á thì họ sống tốt lắm. Vâng. họ không có khổ đau, họ không có nhăn nhó, yeah, mà họ giúp đỡ người khác, yeah, tại vì họ họ đã thấm cái lời dạy của Chúa, yeah, đó, yeah. Tức là ý tôi muốn nói là nếu mà trong đạo của Chúa, trong nhà thờ của Chúa huấn luyện được nhiều người tốt theo cái kiểu nhìn của Chúa đó thì sẽ phụng sự giáo hội, cộng đồng và xã hội được được tốt nhiều, yeah, đó đó là cái mà yeah, chúng tôi muốn nói. Yeah, vâng. Yeah. Cảm ơn.